miễn là không liên quan đến pháp luật, miễn là không phạm pháp thôi. Thế là còn cái tự tin nhất mà Chiến Duy Huấn mua vườn tùng mà kinh doanh cái này là thứ nhất về kinh tế là chắc chắn một điều là không bị vay ngân hàng, không bị đi bốc họ lãi ngày. Thế nên một điều chắc chắn, chỉ có xin vợ thì không chắc chắn. Xin vợ thì bắt buộc phải xin rồi thì Huấn thì không có được giữ kinh tế rồi. Thế là bây giờ là cũng không có gì phải suy nghĩ nặng gánh quá, bởi vì là khi đến đây nó đã có sân bãi, có quân viên, có hết tất cả mọi thứ rồi. Nó Chiến và bạn Huấn chỉ bỏ ra thêm 2 tỷ là cái tiền tổ chức với tiền mua sắm với tiền trang trí lại thôi. Thì nó không có cái rủi ro lớn nữa, bởi vì đằng nào là mình cũng có nhà vườn, bạn Chiến cũng có nhà vườn. Thế đâm ra là mong là mình có duyên, mong vợ Chiến với Huấn là có duyên, mong được tất cả quý khách hàng ở trên toàn quốc, mong được các doanh nghiệp, các tập đoàn, các công ty đấy, mọi người tạo cơ hội, nếu có mọi người có nhu cầu liên quan đến sân vườn, liên quan đến tùng thì mong mọi người tạo điều kiện ủng hộ. Thứ nhất là ủng hộ tùng thì ủng hộ, mà không ủng hộ thì mọi người cũng qua hỏi thăm giao lưu, cũng chỉ mong là được tất cả mọi người là lưu ý, để ý đến một chút. Nếu mình bán mà mắc quá thì mọi người mua thuốc khách, mà mình có thể đáp ứng được thì mọi người ủng hộ để lấy tinh thần, để lấy tinh thần để muốn phát triển tùng được nhiều hơn, muốn cái khu vực chỗ này ha hát để kín tùng tất cả, muốn là kín tất cả, muốn được có duyên với cái nghề tùng này thì để muốn phát triển được mạnh, chứ không mong muốn là hai thằng chia đôi, mỗi thằng một nửa mang về nhà chơi đâu. Đấy là mong muốn. Thế là mong là các chú, các bác, các bậc tiền bối đi trước thì nếu có duyên, đủ duyên thì được cho Huấn được giao lưu và được nhập lại kênh của mọi người để giao lưu. Chứ đây là lời chia sẻ chân thành đến tất cả các chú, các bác đi trước, với các nhà vườn đi trước, các anh đi trước và tất cả. Mong cho tất cả những cái anh chị làm về sân vườn tiểu cảnh, nếu mọi người đi làm ở trên toàn quốc và mọi người có nhu cầu dùng đến tùng thì cũng mong cho Huấn và Chiến được cơ hội để chia sẻ, để gửi những thông tin về những cây tùng, mong mọi người là ủng hộ để giao lưu. Cảm ơn tất cả mọi người. Và sau đây thật lớn cho một câu trả lời vô cùng tuyệt vời của anh Huấn Hoa Hồng ạ. Tức là thưa quý vị, trong kinh doanh thì ngoài chúng ta muốn xin lời thì chúng ta cũng muốn rất muốn là giao lưu, học hỏi, kết nối để ngày một lớn mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Thưa toàn thể quý vị, lúc này thì tất cả rất đông đảo các quý vị đại biểu khách quý, những người thầy, những người anh, tất cả những quý đối tác, quý bạn bè đồng nghiệp đang rất mong chờ một thời khắc, đó chính là thời khắc để cắt băng chính thức khai trương vườn tùng Chiến Huấn GP. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ trang trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, đó chính là nghi lễ cắt băng để chính thức khai trương vườn tùng Chiến Huấn GP. Xin mời. Hello. Cho em xin mời Chủ tịch Nguyên ạ. Chủ tịch Nguyên giúp em với. Người anh Hiếu ạ, vận tải anh Hiếu, anh giúp em với. Anh Hiếu của em đâu rồi? Anh Hiếu của em đâu rồi? Chủ tịch Nguyên, Chủ tịch hứa với em rồi. Không có chủ tịch em không có ngày hôm nay đâu, chủ tịch bắt buộc chủ tịch. Anh Huy bất động sản thành công ở Bắc Ninh đâu ạ? À? Em xin phép mời anh Huy lên tham dự chương trình các bạn không thành cùng với em. Chủ tịch Nguyên, không có chủ tịch em không có ngày nay đâu, chủ tịch bắt buộc chủ tịch lên. Anh Huy Bắc Ninh ạ. À? Em Tâm Luxury. Vâng, kính thưa quý vị, những quý vị đại biểu, những quý vị khách quý mà anh Huấn và anh Chiến vừa sướng tên, đó chính là những người anh, những người thầy, những người đã giúp đỡ, chia sẻ cho hai anh rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay. Vậy khi đã được anh Chiến và anh Huấn sứ tên, rất là trân trọng, được kính mời quý vị sẽ cùng trở lên sân khấu. Đặc biệt là xin mời hai mụ vợ đâu rồi? Mời vợ Trang với lại vợ bạn Cái Linh nhà. Mời hai mụ vợ lên đi. Hai mụ vợ đâu? Sang đâu? Sang! Thank you.
tới quý vị thời khắc mà giải băng đỏ được cắt, đó chính là 18 giờ 28 phút. Những con số rất đẹp đã nói lên sự thành công. Những con số này đã mong muốn cho sự thành công, sự phát triển của vườn tổng chiến đoàn GP. Và thưa toàn thể quý vị, và bây giờ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng những ánh mắt cùng về quý vị. Những ống kính máy quay sẽ cùng giơ lên để cùng ghi lại thời khắc đặc biệt này. Xin được chúc mừng cho sự ra đời của Vân Tùng Chiến Huấn GP. Và bây giờ MC sẽ xin phép được đếm lớn để quý vị sẽ chính thức cất giải băng đỏ khai trương Vân Tùng Chiến Huấn GP. Quý vị sẽ cùng đếm lớn được không ạ? 1 2 3. Xin mời. Như vậy là giải băng đỏ đã chính thức được cắt để khai trương vườn tùng Chiến Huấn GP. Cảm ơn những tân sinh đẹp. Xin mời các bạn sẽ cùng quay trở lại với các sân khấu. Xin mời quý vị đại biểu sẽ cùng ở lại sân khấu để cùng đến với những giây phút tiếp theo, những thời khắc đặc biệt tiếp theo. Và bây giờ xin mời, xin mời anh Chiến và anh Huấn sẽ cùng khui cho quanh để bật, để cùng chắc lên những chiếc ly để chúng ta sẽ cùng khai tiệc, bữa tiệc để chúng ta cùng chúc mừng cho buổi lễ khai trương đã diễn ra hồng phát và thành công. Khai sân bay đồng. Khai sân bay này thì bây giờ thì từ khi Huấn Hồng về Hà Nội thì nào được những người anh đặc biệt, không có những người anh đấy thì mình cũng không có ngày hôm nay. Mà khi mình ở Sài Gòn mấy mình ra xã hội cũng không có những người anh của mình thì mình không có ngày hôm nay. Đặc biệt thì em xin phép được mời anh Hiệp và anh Phú và Hải lên đây khu sân bay cùng với em ấy. Vâng, và bây giờ xin mời. Và đặc biệt là anh Dương, khi em khó khăn tại sao em quý người Thành Hóa? Và khi em khó khăn nhất em ở Sài Gòn thì là anh Dương là người yêu em. Xin chào đón lên sân khấu những quý vị đại biểu, những người anh, những người đồng nghiệp, những người rất thân cận với anh Đặng Chiến và anh Huấn Hoa Hồng. Và thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai anh sẽ cùng khui cho quanh những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, sự biết ơn đã lăn trên gò má của anh Huấn Hoa Hồng rồi. Những tình cảm vô cùng tuyệt vời. Lúc này một bài hát có thể tình anh em cũng đã được vang lên. Hãy để quý vị, chúng ta hãy đổi những tràng vỗ tay để chúc mừng cho sự kiện đặc biệt này. Okay. Xin được chúc cho hai anh sẽ khai trương hồng phát, tấn tài tấn lộc, phát triển bền vững. Vâng, và giờ phút này đây thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời những quý vị đang an toàn tại những hàng ghế danh dự, những bàn đại tiệc. Chúng ta sẽ cùng khui lên những ly rượu, ly bia và ly nước ngọt của mình để chuẩn bị dỗ lớn chúc mừng cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay của Vân Tùng Chiến Huấn GP. Xin trân trọng kính mời ạ. Quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? MC sẽ bắt nhịp để toàn thể quý vị chúng ta cùng dỗ lớn ạ. Ông nhà có thể lắng lại một chút được không ạ? Và bây giờ MC sẽ xin phép bắt nhịp ạ. MC bắt nhịp, lần đầu tiên là 1, 2, 3 rô, và lần thứ 3 chúng ta sẽ hô là khai trương hồng phát. Quý vị đồng ý không ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng, một số bạn tiệc cũng đã đứng dậy, và nếu quý vị có thể đứng dậy, toàn bộ quý vị có thể đứng dậy thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời đối với sự kiện này ạ. Quý vị đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 khai trương hồng phát, tấn tài tấn lộc. Đó là những lời chúc mà toàn thể quý vị ở đây muốn gửi đến anh Đặng Chiến và anh Huấn Hoa Hồng, cũng như là gửi đến Vân Tùng Chiến Huấn GP. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những người anh, những người rất thân cận, những người luôn sát cánh cùng với anh Chiến và anh Huấn đang có mặt trên sân khấu để cùng bật sân banh để khai tiệc chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng
tham dự tiệc. Chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng. Cảm ơn quý vị.